Những chiếc phong bì hối lộ và trách nhiệm công vụ. Thưa quý vị và các bạn, nói về những chiếc phong bì hối lộ trong vụ án này, nhà báo Hoàng Linh viết trên Facebook cá nhân những lời thật đáng để nhiều người suy ngẫm. Anh viết, 23 người là lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành bị truy tố tội đưa hối lộ cho rằng buộc phải chi tiền do bị gây khó khăn, ngâm hồ sơ, xếp lịch bay sát ngày hoặc bị yêu cầu đến nói chuyện. Cho dù lời khai khác nhau, nhưng ai cũng biết, doanh nghiệp cũng nhận thức rất rõ đó là tiền bôi trơn. Không ít ý kiến cho rằng tại sao doanh nghiệp biết đưa hối lộ là vi phạm pháp luật mà vẫn làm. Doanh nghiệp có quyền tự do lựa chọn, nếu cán bộ đòi hối lộ thì kiên quyết không làm. Thà bỏ một thương vụ kinh doanh còn hơn là làm một việc vi phạm pháp luật. Nhưng rõ ràng là các doanh nghiệp đó thấy được lợi nhuận từ các phi vụ, cho dù phải chung chi vẫn cứ lời lãi to, nên mới sẵn sàng hối lộ để được việc. Tính cho cùng, quan chức đòi hối lộ, doanh nghiệp đưa hối lộ rồi lấy giá cắt cổ khách hàng. Cuối cùng, người dân có nhu cầu về nước tránh dịch lại trở thành nạn nhân của một trận dịch khác. Dịch đưa và nhận hối lộ núp bóng những chuyến bay giải cứu. Còn trách nhiệm công vụ của các cán bộ nhà nước và cơ quan công quyền trong vụ án này thì sao? Giải cứu người từ nước ngoài về đương nhiên phải thông qua Bộ Ngoại giao, trong đó có Cục Lãnh sự. Lẽ ra trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cán bộ cơ quan này phải xắn tay áo, đồng hành với đồng bào của mình, thì họ lại như kền kền chờ ăn xác chết. Đến nỗi trước tòa, bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Vichasun đã nhiều lần khẳng định nếu không đưa tiền bồi trơn thì sẽ bị gây khó khăn trong xin phép chuyến bay giải cứu. Chẳng hạn như ngày mai bay, hôm nay mới được thông báo, doanh nghiệp trở tay không kịp. Bị cáo Trần Tình, Cục Lãnh sự không bảo hộ công dân mà là hành dân. Một số cán bộ ngành ngoại giao là phần nào đại diện cho bộ mặt quốc gia, là sứ giả hòa bình và thiện chí, đã thoái hóa đến cung cực như vậy thì thật cũng cạn lời. Tội phạm ăn hối lộ trắng trợn và có hệ thống với số tiền nhiều triệu đô la Mỹ, tính ra hàng chục tỷ đồng, nhưng khi ra tòa lại nói tỉnh bơ. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói rằng khi nhận 21,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp thì bị cáo không nhận thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật. Một cán bộ cao cấp của một ngành lại phủi tay mà nói một câu như vậy thì hoặc là người mất trí, không thể xảy ra vì sức khỏe tâm thần ổn định, hoặc là coi đó cũng chuyện thường tình, giống như món quà nhỏ, hoặc là chuyện này vốn dĩ thường xảy ra nên thấy cũng bình thường. Dư luận có quyền đặt những câu hỏi như vậy và việc người dân hoài nghi không phải là vô căn cứ. Còn nhiều chuyện đáng nói, đáng bàn, nhưng chỉ người ấy cũng có thể phác thảo những nét đại thể của bức tranh đại án. Vụ án này chắc có lẽ rồi sẽ đi vào lịch sử tư pháp hiện đại, không chỉ vì nhiều cán bộ, kể cả cấp cao nhúng chàm hay vì số tiền đưa, môi giới và nhận hối lộ quá lớn, mà vì nó kinh thiên động địa, thất nhân tâm, trời không dung, đất không tha, người người đều căm giận. Mặt khác, chuyện thất thoát lòng tin mới là điều cần phải đặt ra làm then chốt vấn đề quanh vụ án này. Xử án nghiêm minh sẽ giúp lấy lại lòng tin của mọi người. Nhưng có một điều cũng không thể không nói ra ở đây là liệu những người dân mất tiền oan có đòi lại được không? Nếu không thì dù đại án xử xong và kết thúc thì chuyện này vẫn còn bỏ ngỏ. Trở lại với chuyện cán bộ sai phạm trong khi thi hành công vụ, vì sao nhiều người trong số các bị cáo đều được ăn học đến nơi đến chốn, được đào tạo bài bản mà vẫn biến chất như vậy, sẵn sàng chia tay cho ma quỷ lôi kéo hay chính họ cũng chủ động kéo ma quỷ vào lòng? Câu trả lời không chỉ là lòng tham vô đáy của những cá nhân, các bị cáo đó mà còn là một vấn đề liên quan đến đại sự quốc gia. Các bị cáo cựu quan chức đó trong thực tiễn công tác và đời sống hàng ngày có thực sự xứng đáng là những người được đặt vào những vị trí nơi họ đã phạm tội hay không? Đó chính là công tác tuyển chọn nhân sự và bầu chọn những gương mặt xứng đáng, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư vào những vị trí lãnh đạo tại các cơ quan đó. Câu hỏi cũng chạm đến một vấn đề lớn nữa là cơ chế quản lý cán bộ và nhân viên công vụ hiện nay đã đủ chặt chẽ, chi tiết và minh bạch để thực sự là một cái lồng nhốt quyền lực như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đề cập hay chưa? 150 năm trước, các Mác đã viết chỉ có loài vật mới quay lưng trước nỗi đau của đồng loại và chăm sóc bộ lông của mình. Nhìn vào đại án này mới thấy đây là bài học đau đớn cho tất cả những bàn tay đã nhúng chàm, cho những chân dung đã méo mó, cho những phẩm chất đã hoen ố của những quan chức, nhân viên công vụ và các doanh nghiệp, những kẻ đang là bị cáo trong vụ đại án chưa từng có trong nền tư pháp quốc gia này. Lợi nhuận nào cho người bán vé số dạo? Thưa quý vị, đi công tác ở Sóc Trăng, chiều cuối tuần tôi ngồi chờ đón xe về thành phố Hồ Chí Minh thì một bà cụ đến mời mua vé số. Con mua cho bà cái vé số để bà có tiền mua cơm chiều. Bà cụ vẻ ngoài gầy gò khắc khổ, chắc cũng ngoài 70 tuổi.
Tôi lựa mấy tờ vé số trả tiền rồi biếu thêm bà vài chục ngàn đồng, nhưng bà từ chối. Bà nói, con mua vé cho bà là vui rồi. Mấy tháng hè làm việc ở miền Tây, tôi quan sát thấy những người bán vé số dạo đều là những người nghèo, chiếm số lượng đáng kể là người già, người tàn tật. Họ thực sự là đối tượng yếu thế trong xã hội. Những ngày này, khi bọn trẻ được nghỉ học, nhiều phụ huynh tranh thủ cho con đi bán vé số để cải thiện thu nhập gia đình. Những người yếu thế đó, những người già và trẻ em đó là những người đứng sau thành tích kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết. Trong hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130 tổ chức ở thành phố Cần Thơ ngày 24 tháng 7, các doanh nghiệp trong ngành đều phấn khởi báo cáo thành công của 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất phát hành thêm vé số để phục vụ người mua. Tăng trưởng của ngành vé số là đặc biệt ấn tượng nếu so với cùng kỳ các năm trước, nhất là năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, doanh số phát hành xổ số truyền thống của các tỉnh khu vực miền Nam đạt 69.920 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2022. 21 công ty xổ số kiến thiết phía Nam báo lợi nhuận gần 8.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm và cho rằng lượng vé phát hành hiện không đủ nhu cầu. Ngành xổ số thành công ngoài mong đợi, trở thành điểm sáng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều lĩnh vực sa sút, số lượng người lao động thất nghiệp tăng do hàng loạt nhà máy bị cắt giảm đơn hàng. Tôi không phủ nhận xổ số ích nước lợi nhà, nguồn thu được đầu tư vào y tế, giáo dục và góp phần giải quyết công ăn việc làm, an sinh cho một bộ phận người lao động, nhất là những người yếu thế. Nhưng không phải tự nhiên mà nhiều chuyên gia kinh tế trên thế giới đã nhận xét rằng xổ số là một loại thuế đánh vào người nghèo khi quan sát hoạt động ngành xổ số ở nước họ. Ở miền Tây, nơi tôi đến công tác những tháng gần đây, người bán vé số dạo thường đi dọc các con phố, tìm đến các quán cà phê, quán nhậu, đa phần là các quán nhậu bình dân để mời khách. Thông thường họ không thể vào các nhà hàng sang trọng để bán vé số. Như vậy, đa số khách mua vé số là những người ở tầng lớp trung lưu hoặc thu nhập thấp và họ mua đều đặn. Chính thói quen mua vé số đều đặn này đã làm nên doanh thu và lợi nhuận của các công ty xổ số kiến thiết như đã nêu trên. Trong khi đó, chúng ta đều biết tỷ lệ người trúng các giải thưởng vé số hàng ngày là rất ít trên số vé bán ra, chúng độc đắc lại càng ít. Tiền mua vé số có thể chỉ 10.000 đồng, 20.000 đồng, nhưng đó là số tiền một người có thể phải bỏ ra mỗi ngày, còn xác suất người đó trúng số thì rất thấp. Như đã phân tích, người giàu thường ít mua vé số vì nhiều lý do, trong đó có lý do đơn giản là người bán vé số dạo khó tiếp cận họ. Tất nhiên, ít không có nghĩa là không có, người giàu cũng mua vé số và mỗi lần họ mua nhiều tờ. Vấn đề là số tiền vài chục nghìn đồng hay thậm chí vài trăm nghìn đồng mua vé số không đáng kể so với thu nhập và tài sản của họ. Còn với giới trung lưu hay người thu nhập thấp thì vấn đề lại khác. Giả sử một người thợ hồ với thu nhập 400.000 đồng mỗi ngày, họ mua một tờ vé số 10.000 đồng thì nó đã chiếm 2,5% thu nhập hàng ngày của họ, hai tờ là 5%. Bài toán tài chính của việc đóng góp 2,5%, 5% thu nhập hàng ngày đều đặn trong một năm, 10 năm, 20 năm thì sẽ là con số không hề nhỏ so với tổng thu nhập của người thợ hồ đó. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình phải cắt giảm chi tiêu. Nhưng theo thói quen, mọi người thường nghĩ rằng chi mua vé số là số tiền nhỏ nên họ dễ dàng bỏ ra để trông đợi vào những điều kỳ diệu. Chưa có số liệu thống kê để chứng minh sự liên hệ, nhưng dường như kinh tế càng khó khăn thì càng có nhiều người bán vé số và mua vé số hơn, khiến ngành xổ số ăn nên làm ra và đề xuất tăng số lượng vé phát hành để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trên đây tôi nói về khách hàng của ngành vé số theo như tôi quan sát được. Với những người bán vé số thì đúng là công việc này mang lại thu nhập nuôi sống họ. Nhưng báo chí đã nói về áp lực với người bán vé số không chỉ là sự nặng nhọc của việc đi bán dạo mỗi ngày dưới trời nắng nóng, mà còn là nguy cơ cắt giảm hoa hồng từ đại lý, nguy cơ bán không hết vé thì phải ôm luôn, rất khó khăn để hoàn trả lại, mà có hoàn trả thì sẽ bị dọa không cho bán tiếp. Đây cũng chính là lý do nhiều người bán vé số dạo phải nài nỉ khách, thậm chí dùng các động tác, lời nói đánh vào lòng thương hại của khách để bán được vé số. Thiết nghĩ, ngành xổ số, doanh thu lợi nhuận lớn thì chế độ dành cho những người bán vé số phải được nâng lên. Một doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận thì còn cần phải có trách nhiệm xã hội, xây dựng một môi trường nhân văn khiến khách hàng và người lao động gắn bó hơn. Doanh nghiệp nhà nước lại cần đòi hỏi cao hơn trách nhiệm này. Việc phân bổ lại một phần lợi nhuận để chăm sóc, xây dựng mạng lưới cộng tác viên giúp những đối tượng này có cuộc sống ổn định hơn, qua đó hình thành mạng lưới kinh doanh bền vững chính là mang lại lợi ích cao hơn cho doanh nghiệp. Xuất phát từ trách nhiệm thì có nhiều cách để chăm lo cho đội ngũ bán vé số dạo lên đến nhiều nghìn người ở mỗi tỉnh thành bằng cách ký hợp đồng lao động hoặc hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thương tật.
hay đơn giản hơn là thưởng cho những người bán vé số có doanh số cao những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giúp họ được chăm lo tốt hơn khi gặp rủi ro. Hãy làm cho tờ vé số trở thành nhân văn, chứ không chỉ có may rủi. Thưa quý vị, đó là những chia sẻ, quan điểm, nhận định của tác giả Vũ Ngọc Bảo. Phát triển chung cư ồ ạt, ai đem con bỏ trỡ? Quý vị khán thính giả thân mến, chỉ trong vòng 15 năm trở lại đây, Hà Nội và vùng phụ cận chung cư cao tầng mọc lên như nấm. Không ít người, nhất là giới trẻ, lựa chọn sống trong chung cư bởi các tiện ích, sự tiện lợi cũng như sự yên tâm về vấn đề an ninh an toàn, bao gồm cả phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh các lợi ích thì việc phát triển chung cư ồ ạt với nhiều chủ đầu tư làm ăn theo kiểu thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào, thiếu trách nhiệm dẫn đến hệ lụy cho cư dân sống trong chung cư. Chị bạn tôi sống trong chung cư Osaka Complex, nơi có hai tòa nhà với tổng số hơn 700 hộ gia đình, than thở khi hơn 11 giờ đêm vẫn còn lên Facebook quay cảnh người dân căng băng rôn đòi trả lại thang máy, thu gom rác với ban quản lý tòa nhà. Trong khi trên 90% số hộ nơi đây đã nộp phí bảo trì 2 năm, số dư quỹ trong tài khoản lên tới 13 tỷ đồng. Khi mua chung cư, người dân tin tưởng vào chủ đầu tư, vui vẻ chấp nhận đóng phí quản lý để đảm bảo cho việc vận hành, bảo trì, quản lý các dịch vụ cơ bản như bảo vệ, vệ sinh khu vực chung, an ninh, thu gom rác thải sinh hoạt, v.v. Khi nộp phí bảo trì thì các tiện ích như thang máy, hệ thống điện, nước, cửa chung cũng như hạ tầng kỹ thuật của tòa nhà phải được đảm bảo trong trạng thái tốt, duy trì hoạt động thường xuyên cho cư dân. Loại phí này khác với phí điện, nước, dịch vụ vệ sinh, internet, truyền hình, phát sinh theo thực tế sử dụng của từng căn hộ. Vậy mà hiện nay cư dân sống nơi đây gặp nhiều bất cập khi có tòa nhà có 6 thang máy thì bị đóng cửa 4 cái với lý do hết hạn bảo trì. Đến giờ đi làm chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc, chờ đợi, ảnh hưởng tới công việc, giờ đi làm của rất nhiều người trong tòa nhà. Tòa nhà cao hàng chục tầng, người già trẻ nhỏ không thể leo bộ trong thời tiết nắng nóng cao điểm như hiện nay, cộng thêm việc xử lý rác thải chậm trễ sẽ gây bốc mùi, ô nhiễm toàn bộ không gian sống của cư dân trong hai tòa nhà. Số tiền bỏ ra mua chung cư, số phí đóng cho quỹ bảo trì của người dân đi đâu, ai giữ, ai có trách nhiệm mà để cư dân phải xuống đường trăng băng rôn đòi quyền lợi chính đáng họ được hưởng. Chung cư Osaka Complex thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhưng từ năm 2021 thì chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bị khởi tố rồi phạt tù nên chung cư lâm vào cảnh vô chủ, không biết gõ đầu ai thay thế đại diện chủ đầu tư. Về nguyên tắc, khi chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt thì các cổ đông thuộc hội đồng thành viên có thể bầu ra đại diện để đứng ra giải quyết các vấn đề của công ty. Nhưng như hiện nay, có tới 5 giấy ủy quyền cho 5 người khác nhau, nên dân không biết tìm ai để khiếu nại. Cực chẳng đã mới phải căng băng rôn, biểu tình, nhờ chính quyền lên tiếng can thiệp. Thực tế, chính quyền phường Hoàng Liệt và cả quận Hoàng Mai đã vào cuộc làm việc với cả đơn vị hợp tác của công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam là công ty Nam Minh Hoàng, yêu cầu đảm bảo dịch vụ cho người dân. Liên hệ cả địa điểm ông chủ tịch hội đồng quản trị đang chấp hành án phạt tù để lấy thông tin về việc tìm người có thể được ủy quyền đại diện cho công ty giải quyết các vấn đề bất cập. Biên bản làm việc có từ ngày 18 tháng 7 năm 2023 yêu cầu cả công ty Nam Minh Hoàng phối hợp thực hiện. Nhưng đến đêm ngày 25 tháng 7 năm 2023, thang máy vẫn chưa hoạt động để người dân phải căng băng rôn biểu ngữ trong đêm. Do công ty Nam Minh Hoàng nêu lý do không có kinh phí để thực hiện bảo trì thang máy khi thời hạn kiểm định là đến 30 tháng 6 năm 2023 là hết hạn, còn thang vận chuyển rác là đến 15 tháng 7 năm 2023 là hết hạn. Theo chị bạn tôi, ngày 27 tháng 7 năm 2023 có hội nghị cư dân để bầu ra ban quản lý mới. Vấn đề là khi chủ đầu tư vắng mặt thì việc bầu ban quản lý có thành công hay không? Cái này có lẽ cần sự can thiệp từ phía chính quyền lấy ý kiến của cư dân, rồi đưa các phương án như thuê công ty quản lý tòa nhà chuyên nghiệp để vận hành chung cư hoặc ủy quyền cho cơ quan chức năng thuộc sở xây dựng quản lý tạm thời cho đến khi giải quyết được tình hình bất cập hiện tại.